Xin kính chào quý vị và các bạn. Dưới tác động của trường gió Tây Bắc khô thổi, nên 3 ngày nay thì miền Bắc trời ít mây, nắng mạnh và nóng xảy ra trên diện rộng. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ đã ghi nhận được ở mức nhiệt trên 37 độ. Mặc dù không phải là mức nhiệt cao nhất từ trước cho tới nay, nhưng do trời đã vào thu nên mức nhiệt như vậy cũng làm cho nhiều người cảm thấy nóng bức và khó chịu. Sang ngày mai, đới gió Tây Bắc khô vẫn duy trì, miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng ít mây, nắng sớm, cường độ nắng mạnh và nhiệt độ hầu khắp Bắc Bộ, từ Tây sang Đông, từ vùng núi xuống đồng bằng đều duy trì ở ngưỡng cao 35-37 độ. Thậm chí một số nơi như thủ đô Hà Nội hay là ở Hòa Bình, nhiệt độ còn cao trên 37 độ, cận 38 độ. Dự báo tình trạng nắng nóng giữa thu ở miền Bắc sẽ còn duy trì đến hết ngày mai. Từ ngày 29 tháng 8, nắng nóng ở miền Bắc sẽ giảm dần và nhiều khả năng đến ngày 30 tháng 8 thì kết thúc hoàn toàn khi hình thế gây mưa là rãnh áp thấp xuất hiện. Một đợt mưa ngắn ngày sẽ xuất hiện tại các tỉnh miền Bắc trước đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới. Còn với các tỉnh miền Trung, nắng nóng nhiều hơn miền Bắc một ngày, tức là đã sang ngày thứ tư liên tục, miền Trung sẽ ra nắng nóng. Dự báo ngày mai, dưới tác động thấp nóng và gió phơn, hầu như cả miền Trung vẫn còn xảy ra nắng nóng. Với ngưỡng nhiệt cao cũng từ 35 đến 37 độ, riêng ở Tương Dương, Đô Lương hay là thành phố Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Nam hay khu vực Ba Tơ, Quảng Ngãi là những nơi có nhiệt độ cao từ 38 đến 39 độ. Và dự báo thời gian nóng ở miền Trung cũng sẽ kéo dài hơn miền Bắc khoảng 2 đến 3 ngày, đồng nghĩa phải tới hết tháng 8 thì nắng nóng ở khu vực miền Trung mới chấm dứt. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ lúc 11 giờ trưa cho đến 16 giờ chiều và cũng là lúc có độ ẩm không khí khá thấp, phổ biến ở dưới 60%. Nên quý vị cần chú ý nâng cao ý thức phòng chống hỏa hoạn để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Còn ở phía Nam, đợt hạn bà Trần vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt do khối không khí ổn định vẫn bao trùm, ngăn cản sự hình thành mây. Vì vậy, trong đêm nay và ngày mai, Nam Bộ và cả Tây Nguyên vẫn chỉ có mưa ở một vài nơi. Mức nhiệt đêm tại Tây Nguyên là từ 20 cho đến 23 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là từ 25 cho đến 27 độ. Ngày mai trời nắng sớm và kéo dài nên nhiệt độ ở Tây Nguyên vẫn cao từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Còn ở Nam Bộ nhiệt độ đạt ngưỡng là 33 đến 36 độ, nắng nóng xuất hiện ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác, làm giảm tầm nhìn xa xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió thịnh hành trên khu vực có hướng Tây Nam khoảng cấp 5. Trong khi đó, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, phổ biến ít mưa, chỉ xuất hiện cục bộ một vài nơi nên tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam thịnh hành trên khu vực này có cường độ trung bình. Như vậy là trong 24 giờ tới, trên hầu khắp các tỉnh thành đều có nắng và nhiệt độ ở mức cao, đặc biệt tại các tỉnh Bắc và Trung Bộ sẽ có nắng nóng diện rộng, có điểm xuất hiện nắng nóng gay gắt. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 27 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!